Anh trai C2 tập 8 nhìn lại sự nghiệp của 4 anh trai sắp bị loại, Jin Tuấn Kiệt mờ nhạt. Sau tập 7 cực kỳ bùng nổ với 4 màn trình diễn, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10, các fan đang cực kỳ đón chờ tập 8 anh trai C2 với màn trình diễn của hai đội còn lại là team Anh Tú và team Rider. Trong teaser tập 8 được công bố sau khi tập 7 khép lại, khán giả thót tim khi MC Trấn Thành thông báo sẽ có 4 anh trai bị loại sau live stage 3. Đây là 4 nhân vật có điểm cá nhân thấp nhất. Sau khi loại đi 6 người, việc anh trai C2 tiếp tục chia tay 4 thành viên nữa khiến cho cuộc chơi trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Bởi đi đến giai đoạn này, mỗi thành viên đều đã có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Phải chia tay bất kỳ một nhân vật nào cũng là sự tiếc nuối lớn. Trước đó có nhiều đồn đoán, 4 người được cho là bị loại ở tập 8 gồm có Lưu Hoàng, Jin Tuấn Kiệt, Vũ Thịnh và Hải Đăng Du. Và clip ngày hôm nay, Hero Thanh sẽ cùng bạn nhìn lại sự nghiệp của 4 anh trai sắp bị loại khỏi anh trai C2 nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Anh trai Jin Tuấn Kiệt. Khán giả cho rằng Jin Tuấn Kiệt sẽ bị loại vì chưa để lại nhiều ấn tượng hay thể hiện được khả năng hát nhảy nổi bật so với đồng nghiệp. Vì khán giả chưa nhớ đến anh nên dù có khả năng dance battle, Jin Tuấn Kiệt vẫn phải dừng chân. Đáng nói, đây là lần thứ 3 liên tiếp Jin Tuấn Kiệt chung đội với Isaac. Chính nam diễn viên khi về với đội Isaac lần này cũng cảm thán hai lần ở cùng Isaac không thành công mỹ mãn. Được biết từ nhỏ Jin Tuấn Kiệt đã tỏ ra đam mê ca hát, anh thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn nghệ và các cuộc thi ca nhạc khi còn là học sinh. Sự tài năng của anh nhanh chóng được công nhận qua việc thường xuyên đoạt giải thưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực ca hát. Jin Tuấn Kiệt tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc khi vào học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Tuy nhiên, anh đã nổi tiếng hơn với sự nghiệp diễn xuất nhờ vẻ ngoại hình điển trai và phong cách thời trang độc đáo. Nhiều đạo diễn trong ngành đã để mắt tới anh và mời tham gia vào các dự án điện ảnh. Năm 2018, Jin Tuấn Kiệt ghi dấu ấn với vai Đức Mẫn trong bộ phim Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam. Sau thành công đó, anh tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim lớn nhỏ và ghi danh trong làng điện ảnh Việt. Không chỉ xuất sắc trong vai diễn, Jin Tuấn Kiệt còn là một ca sĩ có tên tuổi. Anh thường ra mắt các ca khúc hay và truyền cảm đến khán giả. Giọng hát trầm ấm và giai điệu sâu lắng của anh đã chinh phục được một lượng đông fan nữ, đưa tên tuổi Jin lên tầm cao mới trong làng nhạc Việt. Ngoài diễn xuất và âm nhạc, Jin Tuấn Kiệt còn tham gia vào nhiều game show truyền hình lớn nhỏ. Với khả năng ứng biến, tính cách hài hước và lém lỉnh, anh luôn mang lại niềm vui cho khán giả qua màn ảnh nhỏ. Năm 2018, chương trình Sing My Song đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Năm 2022, Jin Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải Ngôi Sao Xanh với phim Xui Ra hay Xui Ra. Lưu Hoàng. Một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất là Lưu Hoàng. Anh là ca sĩ có nhiều kinh nghiệm, sở hữu nhiều hit khi đến với chương trình. Ở đêm thi 3, Lưu Hoàng được khen trình diễn tốt hơn so với các vòng trước, khoe được giọng hát và khả năng nhảy ở trong sân khấu, cứ để anh ta rời đi. Được biết, trong những ngày đầu tự lập, Lưu Hoàng đã hát tại các phòng trà và nhận được khoảng 200 triệu tiền thù lao cho mỗi buổi biểu diễn. May mắn thay, Lưu Hoàng gặp được nhạc sĩ Only C. Người này trở thành thầy dạy và là người hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp âm nhạc của anh. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Hoàng đến khi anh tham gia cuộc thi Ngôi Sao Việt. Tại đây, anh gây ấn tượng với khán giả nhờ khả năng trình diễn nhiều dòng nhạc khác nhau. Sau cuộc thi, Lưu Hoàng chính thức gia nhập công ty của Only C và sự nghiệp của anh bắt đầu thăng hoa. Những ca khúc mới của Lưu Hoàng luôn nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ công chúng. Anh cũng thường xuyên xuất hiện ở trên nhiều game show âm nhạc và thực tế thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Lưu Hoàng và Only C đã tạo nên một cặp bài trùng nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam với hàng loạt bản hit như Đếm Ngày Xa Em, Não Cá Vàng, Noob Pakachi, Mình Là Gì Của Nhau và nhiều ca khúc khác. Sự kết hợp này đã mang lại cho Lưu Hoàng sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc. Anh chia sẻ rằng mình bị liệt dây thần kinh số 7 khiến cho một nửa mặt không cử động được vào cuối năm 2021. Tình trạng này buộc Lưu Hoàng phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài để chữa trị. Đến tháng 6 năm 2022, Lưu Hoàng gây bão mạng xã hội với ca khúc Bắt Cóc Con Tim. Bài hát này đã nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok và mang về cho anh nhiều thành tích ấn tượng. Cuối năm 2023, Lưu Hoàng bất ngờ tuyên bố trở lại với âm nhạc, khiến nhiều người hâm mộ phấn khích và chờ đợi những dự án mới. Anh từng có ý định nghỉ hát vì khó khăn khi nói chuyện chứ chưa nói đến hát.
Trở lại lần này, Lưu Hoàng chọn ca khúc Imoi Imoi, hy vọng mang đến cho khán giả một hình ảnh mới của mình, trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo. Trước đó vào đầu tháng 2 năm 2023, Lưu Hoàng đã phát hành ca khúc Thích hay là yêu. Tuy nhiên, Imoi Imoi mới thực sự đánh dấu sự trở lại của anh trong âm nhạc khi Lưu Hoàng đã tự tin hơn về sức khỏe của mình. Hải Đăng Du. Hải Đăng Du được nhận xét là vẫn còn mờ nhạt và thiếu dấu ấn, một phần do tuổi còn trẻ, chưa có ca khúc làm nên tên tuổi nên giọng ca trẻ lép vế hơn về lượng fan và độ nổi tiếng. Được biết, Hải Đăng Du không chỉ thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng mà còn bởi gu ăn mặc trẻ trung, phong cách. Với những video sáng tạo nội dung hài hước và hấp dẫn, Hải Đăng Du đã xây dựng được một lượng người theo dõi hùng hậu trên các nền tảng mạng xã hội. Trong cuộc sống cá nhân, anh nổi tiếng về tính cách thân thiện và khiếu hài hước. Đặc biệt, anh thường xuyên xuất hiện trong các video cùng với em trai không ruột thịt của mình, tên là Lợn. Mối liên kết yêu thương giữa hai anh em được thể hiện rõ nét qua những đoạn clip trêu ghẹo đáng yêu, khiến cho người xem không khỏi ngưỡng mộ và yêu mến. Nội dung kênh của Hải Đăng Du chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày, các hoạt động nghệ thuật và những khoảnh khắc trêu đùa cùng em trai. Sự chân thật và hài hước ở trong các video đã giúp anh thu hút được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc với tình cảm của khán giả và xem đó như là động lực để hoàn thiện bản thân từng ngày. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hải Đăng Du còn tích cực tham gia nhiều sân chơi khác nhau và không ngại phải đối mặt với những thử thách mới. Nhờ vào sự nỗ lực và không ngừng học hỏi, nội dung mà anh mang đến luôn tươi mới, tích cực và có giá trị đối với người xem. Ngoài thời gian làm việc, anh còn là một tín đồ của du lịch. Anh thường xuyên khám phá các địa danh nổi tiếng để có thêm nhiều trải nghiệm và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Với ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm và khả năng chơi đàn điêu luyện, anh đã khiến công chúng bất ngờ khi giành ngôi vị quán quân của cuộc thi âm nhạc Trời Sinh Một Cặp trên sóng đài truyền hình quốc gia. Chiến thắng này đã mở ra con đường mới cho Hải Đăng Du với vai trò là ca sĩ. Với mục tiêu trở thành một nghệ sĩ trẻ đa năng và khát khao vươn ra quốc tế, Hải Đăng Du đã hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan để làm mới ca khúc Mong Nan Nan, một bản hit từng viral khắp thế giới. Phiên bản Việt hóa của ca khúc này do anh thể hiện đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng fan trẻ. Vũ Thịnh. Có sở thích ca hát từ nhỏ, Vũ Thịnh đã bộc lộ năng khiếu thanh nhạc, anh cũng từng đạt giải nhất tiếng hát ngành giao thông vận tải năm 2014. Tình yêu ca hát quá lớn nên một sinh viên trẻ cùng với hai người bạn có chung niềm đam mê với mình là Duy Ngọc và Phạm Thắng đã thành lập nhóm nhạc The Wings. Vũ Thịnh là một người tài năng, anh ấy có thể viết và rap và cũng là một nhân tố quan trọng trong nhóm của anh ấy. Năm 2016, Vũ Thịnh cùng hai thành viên khác tham gia cuộc thi X Factor. Dù là ca sĩ, nhưng ba điều này đều được đánh giá cao trong quá trình tham gia cuộc thi. The Wings ngày càng tiến sâu vào trận chung kết và với sự nỗ lực hết mình, đội đã giành được giải Á quân của cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Đây cũng là nơi nhóm nhạc của Vũ Thịnh bắt đầu tạo được tiếng vang. Ba chàng trai quyết định bảo lưu kết quả học tập và nam tiến theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian đầu sau cuộc thi, Vũ Thịnh và các thành viên thường tung ra nhiều bản cover với chất giọng mới lạ, ấn tượng, thu hút đông đảo sự yêu thích của các bạn trẻ. Tháng 4 năm 2017, sau một thời gian ấp ủ, The Wings đã cho ra mắt MV ca khúc và single đầu tay mang tên Đường đến trái tim em, sau đó là MV Giấc mơ cho nhau được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Là một người đa tài, Vũ Thịnh không chỉ tập trung cho ca hát, anh còn tập trung cho nhiều lĩnh vực khác như tham gia game show và các cuộc thi khác như là Đàn ông phải thế và giành giải quán quân. Vũ Thịnh luôn là người nhanh nhạy và năng động trong nghệ thuật. Bản thân anh luôn muốn nhấn mạnh màu sắc riêng cũng như là tìm lại chính mình. Nên năm 2019, nam ca sĩ quyết định tham gia chương trình The Voice. Nhưng trước đối thủ có phần vượt trội, Vũ Thịnh đã phải dừng bước trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau cuộc thi âm nhạc, Vũ Thịnh bắt đầu tham gia đóng phim. Anh từng tham gia các dự án Thanh xuân ký sự, Lời hứa mùa thu. Mới đây, Vũ Thịnh tham gia web drama Bạn trai song sinh của đạo diễn Jun Bin, nam ca sĩ thủ vai chính. Ngoài ra, Vũ Thịnh cũng xuất hiện trong chương trình Tình yêu hoàn hảo. Với ngoại hình khác thường của nam ca sĩ cùng với tính cách vui vẻ ấm áp, anh là một trong những nhân tố thu hút lượng fan girl của chương trình.